Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ BlockFood cũng như là toilet tower defense của anh Crazyland. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và Dark Step cùng nhau giới thiệu với các bạn những lỗ bung còn xài được trong phiên bản cập nhật mới nhất của BlockFood. Thì đầu tiên sẽ là lỗ bung có thể khiến cho các bạn trở thành săn tóc đỏ. Em nhớ cái bung làm sao Phúc? Ấy vậy? Anh chưa biến mất cái tay nữa mà em biến mất cái cơ thể, cái chân em đóng tiêu rồi. Thằng này nó săn tóc đỏ hơn mình đó các bạn ơi. Ủa săn tóc đỏ là bị mất một phần trên cơ thể hả? À vậy là em là A hả? Bị donate nè. Ok, vậy anh làm cái săn tóc đỏ cho em coi đi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng chiêu F của Jack Phoenix, sau đó thì biến hình chiêu V dạng V1. Đó, thì sau khi biến hình chiêu V thế này các bạn chỉ cần việc tắt chiêu V đi thì oh my god. Cục tay là không có cầm vũ khí gì đâu á nha. Ok, thì đến với lỗ bung tiếp theo chúng ta cần phải out game ra và chúng ta cần phải quay về C2, sau đó để người chơi sử dụng chế human và nhảy liên tục. Thì bây giờ mình sẽ nhờ với Đắc nhảy liên tục, trong khi đó thì mình sẽ ngồi đây đợi nha. Đó, các bạn thấy màn hình của mình nó bắt đầu rung chuyển không? Nó đang bắt đầu kiểu méo méo qua bên nè. Ôi màn hình anh càng nhảy càng méo đi kìa, vãi cái chữ thiệt. Thì như các bạn thấy màn hình của mình hiện tại bây giờ nó đang méo phải gọi là một góc 90 độ rồi nha các bạn. Anh nghĩ chúng ta dừng lại được đó, chóng mặt quá à, chịu hết nổi rồi. Để mình vô game thử coi. Ôi vô game nhưng mà cái màn hình của mình hết bị méo rồi. Vậy là nó chỉ bị méo ở ngoài thôi. Chỉ bị méo là nghỉ chơi luôn à. Anh tưởng nó kiểu nó sẽ bị méo khi vô game luôn chứ. Và đến với lỗ bung tiếp theo, em đi ra ngoài kia đi. Rồi xa chưa, em cảm thấy xa chưa? Rồi xa khỏi vòng anh này đó. Xa nữa đi, xa nữa đi. Đó, như các bạn thấy trái kình cho này á, phạm vi hoạt động của nó chỉ là trong cái vòng thôi đúng không? Còn ngoài thì coi như là bó tay. Tuy nhiên khi các bạn giữ một chiêu ngẫu nhiên đó như là chiêu V hay là chiêu C gì đó, các bạn đứng yên một tí như thế này, khoảng chừng đâu 15 tiếng á. Đó, rồi được nè, được nè. Đó, thì bây giờ các bạn có thể thoải mái đi ra khỏi vòng. Và em thấy là trên người anh có thêm cái kiếm đó không? Ồ, cái kiếm màu xanh. Nhưng mà bây giờ coi nè nha. Mày hả mấy Đắc? Thấy cái vòng di chuyển không? What the fuck? Sao làm cái vòng di chuyển mà anh tàn hình luôn nè. Từ nha, để anh thử chiêu C thử xem. Ôi chiêu C là không được rồi. Thì do có khá là nhiều bạn hỏi nên là hôm nay chúng ta sẽ đến với lỗ bung của trái kitsune, một trong những trái mắc tiền nhất trong BlockFood. Thì bước đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là đi thức tỉnh lên dạng cáo nha các bạn. Em đâu rồi? Em đang với cảng biển nè. Bây giờ tôi sẽ mua con thuyền, mình sẽ mua con bit hình tờ đi các bạn. Ok, ủa con em phải là nơi lộn cái gì đó, lộn hàng không nội ơi. Rồi thì bây giờ các bạn canh cho ông Vidak nó ngồi lên thuyền và bum. Ui 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 ui, ai được luôn kìa. Từ nha, cái này khó điều khiển các bạn ơi. Hình như là vậy xong rồi nhảy luôn. Ui 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 ui. Đó, các bạn thấy không, các bạn thấy không, các bạn thấy. Ui gì vậy? Và khi mà các bạn lái được thuyền trên bờ, các bạn biết các bạn có thể làm được gì không? Đó chính là đó, 1k9 đam hay kìa. Nhưng mà để bắn chúng thì hơi khó, thôi bỏ ý định này đi. Ok, và đến với cái lõi tiếp theo đó chính là một lõi ở trên Sea Castle. Lõi gì? Lần này anh chưa kịp hỏi nó, xem em hỏi rồi. Tôi biết cái nào anh cũng hỏi nên em trả lời luôn. Thì đó chính là em chỉ cần đi lại con NPC Arian này. Ôi dạ. Ai mày Đắc, em giỡn mặt anh hả? What the... ơi mấy người Đắc này. Thì đầu tiên á, em nói chuyện với NPC này, sau đó thì em bấm vô nút reset thiệt là nhanh nha. Let's go. Và lúc này thì em sẽ được coi một cái đoạn trailer đánh nhau giữa hai admin Rip Indra và My Game 43. Này có gì đâu. Nhưng mà đoạn đặc biệt á thì phải xem hết trailer này nó mới có thể hiện lên được nha các bạn. Ui, để xem coi ai là người chiến thắng đây. Ai là người chiến thắng? Ui, em có để ý là cây Yoru này là Yoru phiên bản cũ không? Lâu lắm mình mới gặp lại. Rồi thì sau khi mà đoạn trailer này kết thúc thì chúng ta đã kẹt vô một góc bung bá đạo thế này đó, các bạn thấy mình không? Mặc dù thì cái góc nhìn của mình ở gần NPC này nhưng mà mình thì vẫn có thể di chuyển thoải mái mà này. Giống mấy cái cam an ninh vãi, nó cũng đứng yên chỗ đây nè. Ôi các bạn ơi, cái này nguy hiểm quá, mình phải reset đây. Thì đến với đội tiếp theo, em phải cần lấy cho anh một cái melee tên là Dark Step. Chân lửa ở giữa. Rồi thì bây giờ chúng ta cần phải đợi chiêu V hồi nha các bạn. Trong lúc này thì anh em mình nhảy hip hop đi. Mày. Rồi thì sau khi chiêu V hồi xong các bạn chỉ cần biến hình dạng human. Đó, và bật chân lửa lên. Let's go. Rồi ha, bây giờ em đi theo anh nè. Đi vô đây, đổi xem cái melee mới. Đó, rồi tắt dạng human đi. Ui. Ủa sao em còn lú ra được vậy? Của em chỉ có cái bàn chân thôi, của anh là nguyên cái cẳng chân luôn. Các bạn thấy không? Chân lửa thiên thần. Ui, gì ghê hả? Ôi. Từ từ biến hình thử rồi. Của anh vẫn bự hơn nè. Nhưng của em nhìn sang hơn, giống như đang mang váy vậy. Là sao ta? Càng ngày càng nghi ngờ với Đắc vậy ta. Break down. Đó các bạn thấy không? Trong chống tre này là Nobita. Thì nói chung cái lỗ bung nè, mặc dù nó không gây ra sát thương nhưng mà ơi, nhìn giống hai cái trứng vậy. Em hay giống trái tim ngược hơn á là. Giống trái tim vậy. Hay ta. Ok, và đến với lõi tiếp theo, nếu như các bạn đang ở C3 và các bạn vừa mới red xong nhưng mà các bạn không biết phải làm gì hết thì đây chính là một cái cách khá là thú vị cho các bạn ha. Đó chính là bạn bật ship lock lên và và chỉa màn hình ra phía bên ngoài như thế này, dịch chuyển ra và ta-da, các bạn thấy gì không? Một thế giới dưới lòng đất, và đương nhiên như thường lệ các bạn sẽ được hiệu ứng bất tử luôn. Thì nếu như mà các bạn không biết đây chính là đâu thì mình sẽ bật mí cho các bạn nha. Đó các bạn thấy không, có mấy con Fishman Captain rồi nè. Đó các bạn thấy không, đây chính là phía trên của mình nè. Rồi TB lên đi. Đó thì hiện tại mình đã lên được trên bờ rồi, và nếu như mà muốn xuống dưới lại thì các bạn phải đi direct thêm cái nữa. Ui sao có thiện đây vậy? Cái thiện nãy sao? Vãi cái chưởng thiệt chứ. Ok, và đến với lỗi tiếp theo thì với cái lỗi này các bạn cần phải có thêm 2 người bạn nữa nha. Đó chính là một cái ạc clone của Vedak và ạc Vedak nữa. Không, 2 Vedak luôn nè. Rồi giờ thì chúng ta sẽ elite hết 2 ạc luôn nha. Sau đó em chạy ra đây nè. Mặc dù 2 cái ạc này mình đã elite hết rồi nha, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng chiêu dách của trái bao tù, bốm đó, ui thấy không, ui chết Vedak phiên bản lỗi rồi nè. Các bạn xem này nha, mình đang elite đó nha, xài chiêu dách lên người của Vedak và bùm, what tờ heo, và mình được bounty free luôn. Chiến này á, các bạn gặp 2 vs 1 mà kia cưỡi người Kitsune á, thì chúng ta chỉ cần xài trái bao tàu và bùm. Wow, rồi khá là đỉnh các bạn, một album mới mà chưa ai biết luôn. Ok, và kế tiếp đó chính là một cái lỗi mà khá ít người biết trong BlockFood. Anh nghĩ là thậm chí em cũng không biết luôn Phúc. Ok, nói đi em mới biết được chứ. Đầu tiên nha, em biết hình dạng human khủng lồ, và sau đó em chỉ cần tắt chế human và cầm vũ khí ra thì cái kiếm của em sẽ bự khủng lồ luôn. Ủa em cũng biết nữa hả? Thì ai không biết làm. Ủa cái này ai cũng biết hết ta. Nhưng mà cái này em không biết nè, đi theo anh let's go. Có một sự thật nổ não đó, đó chính là khi mà em biến hình cái kiếm khủng lồ này rồi á thì tầm đánh của em sẽ được tăng lên khá là nhiều luôn, biết không? Cái này phải biết chứ ta, thì biến hình bự hơn phải đánh dài hơn rồi chứ. Ủa kỳ ta, cái này ai cũng biết hả? Sao vậy được? Vậy thì có cái này em biết không? Đi theo anh nè, vô mention. Bây giờ hai đứa mình random trái quỷ cùng lúc thì nó sẽ ra trái quỷ giống nhau, em tin không? Không luôn. Đấy, nè thử đi, đếm em đếm đi. 1, 2, 3. Random food, let's go. Và trái của anh đó chính là trái fan cành, thấy không? What? Thấy không? Anh có giỡn không vậy, thiệt hả ta? Ê, cái này thiệt hả? Phải thiệt á. Cái này thiệt mà. Không thể nào luôn á. Anh nói mà, thì tụi mình đã random cùng lúc và ra được 2 trái Fenkin. Có nghĩa là nếu như mà các bạn may mắn random ngay cái giờ mới ra trái Kitsune á thì nó sẽ có 2 trái Kitsune luôn. Mà hay hỏi thiệt. Và đến với một đống bông nữa của trái Phoenix. Ủa có cái cục gì vàng vàng bay ta? Ui, cân đảo dân hả? Cái này mới là cân đảo dân nè Phúc. Giống vậy. Thôi quay lại vấn đề chính đi, thì để làm cái bông của trái Phoenix này thì các bạn chỉ cần sử dụng chiêu giác của trái Phoenix và đổi sang trái quỷ khác như thế này thì nó sẽ mọc ra cái cánh của trái Phoenix đập liên tục luôn. Ủa bậy trái Phoenix chứ. Ôi sao đập nhanh vậy? Đập nhanh vậy, có khi bay được luôn. Ôi người được bay mà không cần cán kìa. Ôi what the hell. Ôi mình đắc biến thành cái cục màu hồng luôn các bạn ơi, đỉnh vậy. Trong khi đó thì mình là Phoenix vỗ cánh liên tục. Wow. Ôi em chói quá à, nhìn em kiểu phát sáng vậy. Ok, đó chính là tất cả album trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì các bạn nhớ kéo xuống dưới bấm nút like và đăng ký cho mình nha. Bye bye.